Sống không quan tâm bốn việc này về già rất sướng. Kính chào quý vị khán giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, chúng ta từng cho rằng có được càng nhiều thì sống càng thỏa mãn và hạnh phúc hơn. Người có nhiều tiền có thể tiêu xài thỏa thích, người có nhiều quyền thế có thể chỉ đạo uy phong, người có nhiều tài năng có thể tự do phát triển tùy ý mình. Tương tự như vậy, người ở nông thôn thì hâm mộ người thành phố sống hiện đại, người ở thành thị lại muốn tới nông thôn hưởng không khí trong lành. Rốt cuộc, làm thế nào để đạt được sự thỏa mãn tuyệt đối, không ai biết cả. Thực ra, khi đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ dần nhận ra, có được càng nhiều thì càng phải gánh vác nhiều điều hơn. Giống như cách mà người xưa đã dạy chúng ta rằng, có được thì ắt có mất, có đến thì sẽ có đi. Vì thế, để thực sự sống thỏa mãn, chúng ta đừng quan tâm đến bốn điều này trong cuộc sống để có một đời thảnh thơi viên mãn. Thứ nhất, không dính nợ nần, tự do tự tại về kinh tế tài chính. Đến tuổi trưởng thành, nhiều người bắt đầu thành ra lập nghiệp, kết quả lại đem về thêm vài khoản nợ nần trên lưng. Tiền mua nhà trả góp, tiền mua xe trả góp, tiền để duy trì công ty, tiền để nuôi sống gia đình. Đủ loại tài chính khiến chúng ta bận rộn làm lụng tối tăm mặt mày từ sáng đến đêm. Khi có nợ nần trên lưng, chúng ta sẽ luôn phải sống trong lo lắng. Bất cứ thời điểm nào, kinh tế có thể xảy ra vấn đề, không xoay vòng kịp để trả đúng hạn, chủ nợ cũng có thể ập tới gây sự. Chúng ta sẽ phải hứng chịu gièm pha, điều tiếng và những ánh mắt khinh thường của mọi người. Khi chúng ta nghèo, bạn bè và người thân cũng chẳng muốn quan hệ thân thiết. Tuy không coi khinh, nhưng họ cũng tìm cách lảng tránh, chỉ sợ bị nhờ vả hay hỏi vay. Đấy là một phần hiện thực trong xã hội hiện nay mà ai cũng phải chấp nhận. Đợi đến khi trả hết nợ nần, sở hữu toàn bộ tài sản một cách chân chính, bạn sẽ phát hiện cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều. Từ giờ trở đi, bạn có thể làm việc vì đam mê, vì sở thích, công tác trong hạnh phúc và sáng tạo mỗi ngày, không còn lo lắng, không còn áp lực, không phải cố sống cố chết vì một điều gì đó như trước kia nữa. Thứ hai, không cần quan chức, sống bình phàm và giản đơn. Càng lên cao, con người càng cô độc vì chính gánh nặng trách nhiệm mà mình có trên lưng, luôn phải cẩn trọng tỉ mẩn trong từng lời nói, việc làm. Chỉ cần sai một ly, chúng ta sẽ đi một dặm. Ví dụ, nếu bạn là lãnh đạo một công ty, một quyết sách sai lầm có thể gây thiệt hại hàng tỷ đồng, hủy hoại thành tựu tích lũy cả năm trời của tất cả mọi người. Đến lúc đó, bạn không chỉ đối mặt với chính mình, mà đằng sau đó còn có hàng trăm, hàng nghìn công nhân viên khác đang làm việc tại đây và hàng chục cổ đông khác đã đầu tư vào dự án này. Khi một người buông bỏ chức quyền, không danh, không lợi, tự nhiên cũng không còn trách nhiệm trên vai. Họ có thể sống vì chính mình, tận hưởng sự vui vẻ, hạnh phúc của việc trở thành con người bình phàm trong xã hội một cách nhẹ nhõm. Thứ ba, vô sự an khang, đây chính là phúc khí được bình yên tự tại. Có một tiểu hòa thượng phát hiện tổ chim nhỏ ở trên cây, nó bị gió thổi mạnh đến nỗi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tiểu hòa thượng lo cho những chú chim non nếu bị ngã sẽ không thoát được nguy hiểm. Vì thế ngày nào cậu cũng ra gốc cây đứng nhìn một hồi. Đến một hôm, tổ chim bị lệch sang một bên, tiểu hòa thượng nhìn mà lo lắng bật khóc. Cả ngày cậu đều không thể tập trung làm điều gì khác, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ một cơn gió khác kéo qua thì chiếc tổ sẽ rơi xuống. Mãi đến khi sư phụ nhìn thấy, gọi lại hỏi chuyện, cậu mới mếu máo. Thầy ơi, hãy cứu cái tổ chim kia được không? Nó sắp rơi xuống rồi. Sư phụ cậu bật cười. Rơi xuống thì sao chứ? Tổ chim đã cũ, chim chóc cũng bay đi hết rồi, không có gì cần lo lắng cả. Sau khi biết điều đó, tiểu hòa thượng đã lại ăn ngon ngủ yên, tập trung quét tước sân chùa và niệm kinh mỗi ngày mà không còn lo lắng gì nữa. Có thể thấy rằng, ở đại đa số thời điểm, chúng ta giống như tiểu hòa thượng ấy, vì cất giấu trong lòng quá nhiều việc nên luôn lo được lo mất, bất an không vui. Mà người có nội tâm bất an sẽ không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Người ta có câu tâm an vạn sự an, chỉ khi nào buông bỏ những phiền não, mọi sự thoáng đạt hơn, chúng ta mới đạt tới cảnh giới thoải mái từ trong tâm trí của mình. Thứ tư, không bệnh tật, thân thể khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của mỗi người. Chẳng phải tự dưng mà người xưa đã nói, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.
Một người bị bệnh, cả nhà lo lắng, rất nhiều gia đình thậm chí lâm vào túng quẫn, bán hết sạch tài sản, mang những món nợ ngập đầu vì chạy chữa bệnh tật. Nếu thân thể yếu đuối, bệnh tật suốt ngày thì dù có nhiều tiền đến mấy, người ta cũng chẳng thể hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ. Trong bệnh viện, chúng ta có thể gặp rất nhiều người như vậy. Họ đeo phụ kiện tiền tỷ, ngồi những chiếc xe lăn giá trị cả chục triệu đồng, vật dụng hàng ngày cũng đắt đỏ không kém. Nhưng ánh mắt của họ chỉ ngập tràn ảm đạm mà không có niềm vui. Cuộc đời chính là như vậy, tài sản, tiền bạc mà họ có được cũng không thể quyết định mức độ hạnh phúc. Nhiều tiền đến mấy họ cũng không mua được sức khỏe. Ngồi trên xe lăn đắt giá bao nhiêu cũng không quý bằng việc tự mình tản bộ công viên trên đôi giày hàng chợ đã mòn gót. Quả thật, đời người 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chẳng ai biết trước được, tiền tài, địa vị, danh dự đều là gió thoảng mây bay. Có được càng nhiều thì dục vọng và sự tham lam càng khiến người ta sống trong đau khổ. Chỉ có những ai biết cách buông bỏ, hiểu thấu bốn điều kể trên, họ mới có cơ hội tận hưởng cuộc đời an nhàn. Quý vị thân mến, con người ở trên đời khó tránh khỏi những lúc gặp khó khăn. Bạn càng trưởng thành thì bạn sẽ phát hiện ra rằng nghèo tiền, nghèo bạc không đáng sợ. Đáng sợ nhất là người nghèo trong tâm. Bởi vì nếu nghèo về mặt kinh tế thì có thể cải thiện. Nhưng một khi nghèo trong tâm thì rất khó sửa chữa. Trong tâm lý học, người có một cái tâm nghèo nàn là những người có tư tưởng cứng nhắc, cổ hủ, thích chìm đắm trong vai diễn của chính mình, không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, lại càng không có tinh thần gánh vác trách nhiệm. Họ sẽ cho rằng nguyên nhân của những điều không thuận lợi là do không có tiền. Họ hoặc là không cố gắng để thay đổi, hoặc là làm những việc không theo quy luật thông thường. Họ chỉ muốn giàu có ngay trong một đêm, luôn sống trong bi quan, ăn năn hối hận, hoặc luôn thay đổi một cách nhanh chóng. Những người có trái tim nghèo nàn càng sống sẽ càng khổ sở. Thứ họ nhận được đều là sự bất mãn, không có sự thoải mái, thỏa mãn, hài lòng. Cuộc đời họ bị bó buộc bởi trái tim hạn hẹp, tù túng. Người nghèo từ trong tâm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tự phá hủy con đường của chính mình, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến đường đi của những người bên cạnh. Vì thế, với một người nghèo trong tâm, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách hoặc tránh xa, nếu không, năng lượng xấu từ họ có thể sẽ có ngày nhấn chìm bạn. Người có tâm hồn cằn cỗi, suy nghĩ hạn hẹp, mãi mãi không hiểu được tính quan trọng của việc nghiêm túc chăm chỉ làm việc. Họ luôn muốn một bước lên trời, muốn việc nhẹ lương cao, kiếm được nhiều tiền, không muốn vất vả mà có thể ngồi không hưởng thành quả lớn. Ở lâu với những người nghèo như thế, bạn sẽ bị mài mòn tính nhẫn nại và sự lương thiện. Việc này rồi cũng sẽ từng bước kéo bạn rơi vào vực sâu không đáy. Cuối cùng, bạn có trèo thế nào cũng không thể thoát ra được. Những người nghèo trong tâm thường hận trời trách người, ác độc, tàn bạo. Họ xem bản thân mình là trung tâm, từ trước đến nay không bao giờ để ý đến người khác, vừa cực đoan vừa tư lợi. Khi làm phiền người khác thì lý lẽ chính trực, khi làm tổn thương người khác thì xem đó như một lẽ tự nhiên. Sống chung với một người như thế, bạn phải luôn cẩn thận xem xét điểm nhạy cảm của họ. Một khi không cẩn thận, có thể bạn sẽ đụng chạm đến lòng tự tôn vừa đáng thương vừa nực cười của họ. Thậm chí bạn còn phải chịu nhân nhượng để được an toàn trong mối quan hệ này, chỉ vì họ nghèo nên họ có lý. Những người có trái tim cằn cỗi, nghèo nàn, dù đang ngồi trên núi vàng núi bạc, nhưng họ vẫn không được vui vẻ. Hơn nữa, họ sẽ trở nên nghèo rất mồng tơi rất nhanh, không những liên lụy đến người nhà mà còn liên lụy đến bạn bè. Có một câu chuyện như thế này, có một người rất nghèo, anh ta luôn ghen tị với hạnh phúc của nhà bên cạnh. Có một ngày, anh ta gặp được một vị thần tiên, vị thần tiên đó nói với anh ta rằng, ta có thể thực hiện cho ngươi bất kỳ nguyện vọng nào, nhưng cho dù ngươi muốn cái gì thì hàng xóm của ngươi đều sẽ được gấp đôi. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại. Anh ta nghĩ rằng, nếu ta muốn một căn biệt thự, vậy thì hàng xóm sẽ có hai căn biệt thự. Nếu ta muốn thật nhiều tiền, vậy thì hàng xóm sẽ có nhiều tiền hơn. Cuối cùng, anh ta nói với vị thần tiên rằng, tôi muốn ngài làm mù một con mắt của tôi.
Người nghèo trong tâm sở hữu trái tim cằn cỗi, thiếu thốn sự lương thiện. Họ không biết cảm ơn người khác, giỏi giận cá chém thớt. Thứ họ nghèo không chỉ có sự tu dưỡng mà còn thiếu cả sự hoàn chỉnh về nhân cách. Khi sự nghèo túng trong trái tim của một người đạt đến trình độ cao nhất thì chính là lúc không còn thuốc nào có thể sửa chữa được. Sự thiếu thốn về vật chất có thể bù đắp bằng tiền bạc, nhưng nếu như nghèo trong tâm thì nhất định cả đời sẽ sống trong đơn độc và khổ sở.